Thầy chào các em. Để giúp các em củng cố các kiến thức trong chương trình môn toán của lớp 4, thì trong cái bài học hôm nay, thầy sẽ giúp các em củng cố các kiến thức về dấu hiệu chia hết thông qua tiết luyện tập toán của ngày hôm nay. Cụ thể trong cái bài học này thì chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại các kiến thức về dấu hiệu chia hết cho 9, dấu hiệu chia hết cho 3, dấu hiệu chia hết cho 2 và dấu hiệu chia hết cho 5. Vậy thì để đi vào cái nội dung chính của cái bài học này thì bây giờ thầy mời tất cả các em hãy lấy giấy bút ra để chúng ta cùng làm một số các cái bài tập sau đây. Bây giờ chúng ta chuyển sang cái bài tập thứ nhất. Bài 1. Trong các số 3451, 4563, 2050, 2229, 3576, 66816. Câu A. Số nào chia hết cho 3? Câu B. Số nào chia hết cho 9? Câu C, số nào chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9. Vậy thì để làm được cái bài tập này thì các bạn phải nhớ lại được cái kiến thức về cái dấu hiệu chia hết cho 3, dấu hiệu chia hết cho 9 là như thế nào. Ở đây chúng ta phải nhớ được là cái dấu hiệu chia hết cho 3, tức là các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3. Còn dấu hiệu chia hết cho 9 là gì? Tức là các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9. Bây giờ các bạn vận dụng cái kiến thức này để làm bài tập này cho thầy. Các em hãy tạm dừng video này lại và làm bài tập của mình. Sau khi làm xong bài tập rồi, các em hãy mở lại video này và đối chiếu với kết quả của thầy ở trên bảng xem là các bạn có làm giống với kết quả của thầy ở trên bảng hay không nhé. Nào bây giờ mời các em làm bài. Sau khi đã làm xong bài rồi thì bây giờ mời các em chúng ta cùng đối chiếu với kết quả xem là kết quả của các bạn có giống với kết quả của thầy ở trên bảng hay không. Câu A, số nào chia hết cho 3? Thì ở đây chúng ta biết rằng là những số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3. Thì ở trên đây chúng ta thấy là có 6 số ở trên này. Thì bây giờ chúng ta phải cộng các cái chữ số này lại xem những số này có chia hết cho 3 không. Cái số đầu tiên chúng ta cộng lại này. 3 cộng 4 bằng 7, 7 cộng 5 bằng 12, 12 cộng 1 bằng 13, 13 không chia hết cho 3. Đúng không? Số tiếp theo 4 cộng 5 bằng 9, 9 cộng với 6 bằng 15, 15 cộng 3 bằng 18. 18 chia hết cho 3. Như vậy cái số này là số chia hết cho 3. Số tiếp theo 2 cộng với 0 cộng với 5 bằng 7. Thì số này không chia hết cho 3. Số tiếp theo là 2 cộng 2 bằng 4. 4 cộng 2 bằng 6. 6 cộng với 9 là bằng 15. Đây là một số chia hết cho 3. Đấy, chúng ta được hai số rồi. Và chúng ta kiểm tra tiếp cái số 3 cộng với 5 là bằng 8. 8 cộng với 7 là bằng 15. 15 cộng với 6 là bằng 21. Đây là một số chia hết cho 3. Và số tiếp theo 6 cộng 6 là bằng 12, 12 cộng với 8 là bằng 20, 20 cộng với 1 là bằng 21, 21 cộng với 6 là bằng 27. Số này cũng chia hết cho 3, đúng không các em? Như vậy là trong các cái số đã cho ở trên này thì chúng ta tìm được 1, 2, 3, 4 số chia hết cho 3. Đây, các số chia hết cho 3 là 4 số này. Và bây giờ đến câu B là số nào chia hết cho 9? Chúng ta dựa vào cái dấu hiệu chia hết cho 9 để chúng ta làm. Tức là các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9. Như vậy ta sẽ cộng lại xem những số trên này là những số nào. Cái số đầu tiên này chúng ta thấy là 3 cộng 4 là bằng 7, 7 cộng 5 bằng 12, 12 cộng 1 bằng 13 thì số này không chia hết cho 9 rồi. Thì tiếp theo là 4 cộng với 5 là bằng 9, 9 cộng 6 bằng 15, 15 cộng 3 bằng 18. 18 thì số này có chia hết cho 9 không các em? Đây là một số cũng chia hết cho 9. Và số tiếp theo 2 cộng với 5 là bằng 7 thì số này không chia hết cho 9 rồi. Chúng ta tìm tiếp 2 cộng 2 cộng 2 là bằng 6, 6 cộng với 9 là bằng 15 thì số này chúng ta thấy là không chia hết cho 9, phải không nào? Và số tiếp theo 3 cộng 5 cộng 7 cộng 6 là bằng 21 thì số này không chia hết cho 9. Rồi, số tiếp theo 6 cộng 6 bằng 12, 12 cộng 8 bằng 20, 20 cộng 1 cộng 6 là bằng 27 thì ta thấy số này là số chia hết cho 9. Như vậy là trong các cái số này thì chúng ta tìm được hai số chia hết cho 9. Đấy là 4563 và 66816. Câu C là số nào chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9. Thế thì ở đây chúng ta thấy là ta tìm được những cái số chia hết cho 3 là có 1, 2, 3, 4 số ở trên này là những cái số chia hết cho 3. Và trong đấy có hai số là chia hết cho 9 là số 4563 và 66816 là những số chia hết cho 9. Thế thì loại trừ cái yêu cầu này ra thì chúng ta thấy những số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9. Đấy là chúng ta được cái số 2229 và
3576. Đây là hai cái số chia hết cho 3 nhưng mà không chia hết cho 9. Đấy, chúng ta được hai cái số này. Vậy thì các em đối chiếu lại với bài làm của mình xem bài làm của các em mà giống với bài làm của thầy thì xin được chúc mừng các em đã làm bài rất là tốt. Như vậy là qua bài này thầy đã giúp các em nắm lại được cái dấu hiệu chia hết cho 3 và dấu hiệu chia hết cho 9 và các em đã vận dụng làm bài tập rất tốt rồi. Bây giờ thầy mời các em chúng ta chuyển sang bài tập số 2. Bài tập số 2 có nội dung như sau: tìm trừ số thích hợp để viết vào chỗ chấm sao cho. Câu A là 94 3 chấm chia hết cho 9. Câu B 2 3 chấm 5 chia hết cho 3. Câu C 76 3 chấm chia hết cho 3 và chia hết cho 2. Để làm được bài này thì chúng ta phải vận dụng cái dấu hiệu chia hết cho 9 là 1, dấu hiệu chia hết cho 3 là chúng ta vừa làm ở bài tập số 1, và ở đây dấu hiệu chia hết cho 2 nữa. Và các bạn lưu ý một cái vấn đề nữa là ở đây, ở cái chỗ cái dấu 3 chấm này, chúng ta chỉ được điền các chữ số từ 0 cho đến 9. Vì đây là số có 3 chữ số nên là chúng ta chỉ điền được các số từ 0 cho đến 9 rồi. Chúng ta lựa chọn từ 0 cho đến 9 xem những cái số nào phù hợp để chúng ta điền vào. Làm sao để cái số đấy chia hết cho 9, chia hết cho 3 và chia hết cho 2. Vậy thì bây giờ thầy mời các em lấy giấy bút ra, chúng ta tạm dừng video lại và làm bài tập này cho thầy. Sau khi làm xong các em sẽ đối chiếu với kết quả trên bảng xem là có đúng với kết quả của các em làm hay không. Bây giờ mời các em làm bài. Sau khi làm xong rồi, bây giờ mời các em chúng ta lại đối chiếu với kết quả trên bảng của thầy xem là chúng ta có đúng hay không nhé. Ở với câu thứ nhất, ở đây chúng ta thấy là 94 thêm một số nữa để chia hết cho 3 thì chúng ta chọn lựa chọn trong các số từ 0 cho đến 9. Ở đây 9 cộng 4 là bằng 13 rồi. Và thầy kiểm tra thì thầy thấy là có một cái số duy nhất đấy là điền vào đây được, đấy chính là số 5, tức là được cái số là 945. Vì 9 cộng 4 là 13 này, 13 cộng với 5 là bằng 18, chia hết cho 9. Tương tự như thế thì đối với câu B thì chúng ta cũng chọn các cái số từ 0 cho đến 9 để chúng ta điền vào đây. Sau đó chúng ta cộng lại sao cho là được một số chia hết cho 3. Thì sau khi mà thử các cái số từ 0 đến 9 thì thầy kiểm tra thầy được các số như sau. Như vậy ta sẽ tìm được 3 số là 225, 255, rồi 285. Và câu C, ở đây chia hết cho 3 và chia hết cho 2. Như vậy là những cái số này phải là cái số chẵn, bởi vì nó phải chia hết cho cả 2 nữa. Cho nên ta loại trừ những cái số lẻ đi, thì ta sẽ chọn được các cái số như sau. Đây là 762 và 768. Bởi vì nó phải chia hết cho 2 nữa. Mà cái dấu hiệu chia hết cho 2 là chúng ta biết rồi, đó là những cái số chẵn, là những cái số mà chia hết cho 2. Như vậy là để loại trừ đi thì chúng ta phải chọn những cái số chẵn. Và ngoài ra thì những cái số chẵn này khi mà cộng lại với số 7 và số 6 này nó cũng phải tạo thành một cái số chia hết cho 3, thì ta sẽ tìm được đấy là hai cái số 762 và 768. Các em hãy đối chiếu lại bài làm của mình xem có giống với kết quả bài làm của thầy ở trên bảng hay không. Nếu kết quả của các em mà giống với bài làm của thầy thì thầy xin được chúc mừng các em, thì các em đã làm bài rất là tốt và chính xác rồi. Như vậy là qua bài này thầy đã củng cố lại cho các em thêm một cái dấu hiệu nữa, đấy là cái dấu hiệu chia hết cho 2, và các em hãy nắm chắc các cái dấu hiệu này để chúng ta làm các cái bài tập tiếp theo và làm các cái bài tập khác. Và bây giờ xin mời các em chúng ta chuyển sang bài tập số 3. Bài tập số 3 có nội dung như sau: câu nào đúng, câu nào sai. Thứ nhất, số 13.465 không chia hết cho 3 là đúng hay sai? Số 70.009 chia hết cho 9, câu này đúng hay sai? Câu tiếp theo, số 78.435 không chia hết cho 9, đúng hay sai? Số có chữ số tận cùng là 0 thì vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5 là đúng hay sai? Vậy thì bây giờ vận dụng những cái dấu hiệu mà chúng ta đã học, thì bây giờ thầy mời các em làm bài tập này vào giấy nháp cho thầy. Sau khi làm xong, các em hãy đối chiếu kết quả bài làm của mình với kết quả trên bảng của thầy xem là chúng ta có làm đúng hay không. Và bây giờ thầy mời các em hãy tạm dừng lại video và làm bài tập này. Sau khi làm xong bài tập rồi thì bây giờ thầy mời các em chúng ta cùng đối chiếu lại với kết quả xem là chúng ta làm có đúng hay không nhé. Câu thứ nhất, số 13.465 không chia hết cho 3. Thế thì ở đây chúng ta áp dụng cái dấu hiệu chia hết cho 3 để chúng ta cộng lại xem cái số này như thế nào. Bây giờ chúng ta cộng này, 1 cộng 3 bằng 4, 4 cộng với 4 là bằng 8, 8 cộng với 6 là bằng 14, 14 cộng với 5 là bằng 19. Cái này không chia hết cho 3 đúng không? Cái số này không chia hết cho 3 là đúng rồi. Đấy, như vậy là chúng ta chọn câu này là đúng. Số tiếp theo, 70.009 chia hết cho 9. Thì ở đây thì chúng ta phải áp dụng cái dấu hiệu chia hết cho 9.
là những cái số mà có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9. Thế thì ở đây chúng ta cộng lại 7 cộng với 9 là bằng 16. 16 không chia hết cho 9. Như vậy ở cái câu này người ta nêu như thế này là sai, đúng không? Và cái số tiếp theo 78.435 không chia hết cho 9. Thì bây giờ chúng ta cộng lại xem thế nào. 7 cộng với 8 là bằng 15, 15 cộng 4 bằng 19. 19 cộng với 3 là bằng 22. 22 cộng với 5 là bằng 27. Thì cái số này là cái số chia hết cho 9, cho nên người ta nói không chia hết cho 9. Cái này là câu tiếp theo, số có chữ số tận cùng là 0 thì vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5 là đúng hay sai. Thì chúng ta biết cái dấu hiệu chia hết cho 2 là các cái số chẵn rồi. Và những cái số chia hết cho 5 là 0 và 5, đấy là cái dấu hiệu chia hết cho 5. Thì chúng ta vận dụng cái dấu hiệu này để chúng ta thấy là số có tận cùng là 0 thì vừa chia hết cho 2 và vừa chia hết cho 5 là đúng. Phải không các em? Các em hãy đối chiếu lại với bài làm của mình và cái bài làm của thầy ở trên bảng xem. Nếu các bạn mà làm đúng theo cái đáp án của thầy ở trên bảng thì thầy xin được chúc mừng em. Em đã vận dụng bài tập và làm rất là tốt. Như vậy là qua cái tiết luyện tập này, thầy đã củng cố cho các em về các cái dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5, cho 3 và cho 9 rồi. Và bây giờ thầy sẽ giao cho các em một cái bài tập để các em về nhà các em làm với 4 chữ số 0, 6, 1, 2. Câu A, hãy viết ít nhất 3 số có 3 chữ số, 3 chữ số phải khác nhau, thì các em lưu ý là như thế và chia hết cho 9. Rồi câu B là hãy viết một số có 3 chữ số, 3 chữ số phải khác nhau đấy, chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9. Thì bây giờ các em hãy vận dụng những cái dấu hiệu chia hết đã học để làm bài tập này. Sau khi làm xong các em hãy ghi lại kết quả và để lại ở dưới cái phần bình luận của video nhé. Và thầy sẽ kiểm tra và giải đáp lại với các em trong cái bài học tiếp theo. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Chúc các em chăm ngoan, học tốt. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong bài học tiếp theo.